Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền câu chuyện về anh shipper tên là Huỳnh Văn Sơn, 34 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long, bị trộm mất chiếc xe máy cùng với chiếc giỏ hàng chứa hơn 80 đơn. Ai nấy đều cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của anh khi khó khăn này lại càng chồng chất khó khăn. Qua lời kể của anh Sơn, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 21 tháng 4, trong khi anh đang ngồi ăn trên đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ, thì có hai thanh niên đến trộm mất chiếc xe rồi bỏ chạy, mất hút ra hướng Lê Văn Việt. Được biết, trên xe có gắn chiếc giỏ hàng với hơn 80 đơn, trị giá hơn 11 triệu đồng mà anh vừa lấy từ kho, đang đi giao dần cho khách. Theo anh Sơn tiết lộ, tổng thu nhập mỗi tháng của cả hai vợ chồng chỉ ngót nghét được hơn 10 triệu. Bên cạnh việc trang trải cuộc sống, tiền nam shipper kiếm được còn phải gửi về quê để lo cho các con học hành. Thế nên, việc mất chiếc xe máy cũng như phải đền bù 80 đơn hàng đã trở thành gánh nặng quá sức đối với anh Sơn và vợ. Kể từ ngày vụ việc xảy ra, anh Sơn chỉ quanh quẩn trong nhà và cảm thấy day dứt vì một phút lơ là của bản thân. Anh còn phụ vợ giao hàng để san sẻ bớt gánh nặng. Hơn thế nữa, vợ chồng nam shipper phải giấu chuyện bị mất xe vì không muốn gia đình thêm lo lắng, đặc biệt là trong dịp cận lễ Tết. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh Sơn, chị NDTP, 30 tuổi, ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình anh Sơn kinh phí đền bù số tiền hàng bị mất và mua một chiếc xe máy để tiếp tục công việc. Chiều ngày 25 tháng 4, chị Trúc Phương đã nhận được 80 triệu đồng từ mạnh thường quân và cùng anh Sơn đi mua một chiếc xe máy mới, phục vụ việc đi giao hàng trở lại. Với sự giúp đỡ của những người tốt bụng, vợ chồng anh Sơn đã có thể sum vầy bên gia đình vào kỳ nghỉ lễ sắp tới. Ngoài ra, phần kinh phí hỗ trợ sẽ giúp nam shipper có thêm động lực để làm việc, lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình dưới quê nhà Vĩnh Long.